Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Khi nhắc đến ma pháp sư, chắc hẳn anh em sẽ nghĩ đến cô nàng đá thủ Thalia hoặc LeBlanc bắn chiêu như súng máy. Nhưng hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu giáo án mới khi Sona, cô nàng cầm nữ tưởng chừng chỉ là hỗ trợ, đã đứng lên làm sát thương chủ lực cho đội hình ma pháp sư. Lưu ý với anh em là tình nhân đã được bắp tại phiên bản 12.23B, còn cập nhật như nào thì ngó ngay video cập nhật nha anh em. Được rồi, cùng đi luôn đến giáo án cực kỳ dị này của Mia nhé. Khởi đầu khá cơ bản với một thanh kiếm BF trên người Poppy, ba bãi quái đầu cho anh em thêm một giọt nước mắt và mảnh kháng phép. Vòng chọn nâng cấp đầu tiên với ba sự lựa chọn màu vàng là huấn luyện chiến đấu, huy hiệu xạ kích và tụ điện. Cùng phân tích một chút về những loại này. Huấn luyện chiến đấu là một nâng cấp cực kỳ phù hợp với những bài Redone hiện nay, đặc biệt là As và những người bạn hoặc siêu nhân sóng đấu. Nhưng hiện tại, vị tướng duy nhất Huân Mia có thể huấn luyện là Camille, nhưng chỉ với con duy nhất thì khá là ép bài. Huy hiệu xạ kích không quá phù hợp ở đầu trận đấu, khi các trận chiến thường ngắn và các tướng xạ kích chưa tích đủ sức mạnh. Ngoài ra thì anh em cũng không có trang bị phòng thủ để kéo dài trận đấu nữa. Tụ điện là nâng cấp khá mạnh ở đầu game khi bạn triển khai những bộ bài có sức chống chịu tốt, cận chiến áp sát tên địch. Nhưng như đã nói ở trên thì vì chưa có trang bị phòng ngự nên nâng cấp này không quá mạnh. Vì ba nâng cấp không quá phù hợp và Huân Mia không muốn có một giai đoạn đầu game khó khăn nên anh quyết định sử dụng quyền đổi lõi duy nhất của mình ở ngay lần lựa chọn đầu tiên. Những nâng cấp mới đem lại những hy vọng mới, đấu sư, năng lượng xanh và bổ sung nhân sự. Chúng ta lại cùng nói về những loại mới này một chút. Đấu sư là một nâng cấp khá khó sử dụng vì hiện tại ở mùa mới này chưa có một bài đấu nào thực sự mạnh có thể sử dụng nó một cách hợp lý nhất. Năng lượng xanh ở mùa mới này sẽ khá tốt và phù hợp với nhiều bài đấu xa tương phép hiện nay. Bổ sung quân sự luôn là sự lựa chọn tốt với những vị tướng hoặc chỉ đơn giản là lượng tiền mà nó mang lại để bạn có thể tích những đồng lợi tức từ sớm. Người chơi hệ phép như Huân Mia đã chọn năng lượng xanh mà không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ. Giữ máu bằng 3 thần đồng, anh thành công nhận về 3 trận thua đầu tiên để tiến tới vòng bình trợ. Chỉ còn 82 máu, cho phép cầu thủ đến từ Trung Quốc dễ dàng bắt về thêm một giọt nước mắt trên người con TT Guy. Vòng 2.5, khi không muốn mất thêm quá nhiều máu, Huân Mia ghép luôn cho Sona Blue và bàn tay công lý từ hệ thần đồng. Dù đã cố gắng nhưng vẫn tiếp tục là bà chết vào mồm. Round 2.6, check các nhà đối thủ cực kỹ và nhận thấy người hiện đang top 7 đang khá yếu. Để duy trì chuỗi thua đẹp đang có, anh thay Sona và Lulu ra khỏi sân. Nhưng thật không may khi đối thủ lần này lại là một nhà khác. Nhưng điều quan trọng là cầu thủ thách đấu này vẫn giữ được chuỗi thua trước quái. Game thấy anh quá yếu nên trả cho một đai lưng, một gậy phép và một sách trận ấn. Khởi đầu vòng 3, Huân Mia lên cấp 5 cho LeBlanc vào sàn đấu, ghép cho Sona thêm quỷ thư để lấy hiệu ứng giảm hồi máu, rồi tiến tới gặp đối thủ 5 song đấu có hẳn Midfoughton với gậy ấn và quyền năng khổng lồ. Annie với giáp máu tuệ thần đồng, câu kéo thời gian cực kỳ tốt. Phía bên kia thì Nila cũng kịp tung chiêu hồi phục cho bản thân và đồng đội xung quanh. Nhưng những vị tướng song đấu một sao khá giấy lần lượt nằm xuống, còn Annie thì quá trâu bò để bị hạ gục. Midfoughton xả báo đạn trong hy vọng cuối cùng nhưng vẫn không thể tiêu diệt được đứa trẻ bóng tối này. Cầu thủ đến từ Trung Quốc lấy về chiến thắng đầu tiên của trận đấu. Vòng chọn lõi thứ hai là những nâng cấp siêu hùng với dòng máu thú săn, nhận một Yumi. Yumi nhận 30 sức mạnh phép thuật, 75% tỷ lệ chí mạng và kỹ năng có khả năng chí mạng. Tiếp lửa, nhận một Lee Sin, cả team nhận được 20% tốc độ đánh, nhân 2 trong vòng 3 giây sau khi được Lee Sin tạo lá chắn. Tinh thần rực lửa, nhận một Annie, khi triển khai Annie, cả đội hình nhận 15 sức mạnh phép thuật, nhân 3 khi dưới 50% máu. Dòng máu thú săn không quá phù hợp, hiện tại Huân Mia còn chưa có một con Yumi nào. Tiếp lửa là nâng cấp cực kỳ mạnh nhưng là với những bài đấu khác vì chúng ta không sử dụng Lee Sin kẹt ma pháp sư. Với đội hình mình đang sử dụng hiện tại thì tinh thần rực lửa cực kỳ phù hợp. Kenny là một vị tướng phải sử dụng và lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm từ nó là rất tốt. Chắc chắn rồi, cầu thủ Trung Quốc này cũng đã chọn tinh thần rực lửa để đốt cháy cái trận đấu này. Sau khi chọn được một nâng cấp cực kỳ ưng ý, đang đã may mắn thì anh mở luôn sách chọn ấn của mình. Và ấn ma pháp sư được chọn một cách cực kỳ nhanh chóng. Lên thẳng cấp 6, cửa hàng lại tự ra cho anh thêm một gói Annie nữa để có thể lên vị tướng này hay sao. Thêm qua mực một nắng vào sân, ghép ấn ma pháp sư và ngọn thương Sojin cho vị tướng này để Velcro có thể chăm sóc carry team địch một cách tận tình nhất. Đem sức mạnh mới đến test với đối thủ 5 con đấu sĩ cực kỳ trâu bò. Đúng như dự đoán thì 5 con đấu sĩ này khá khó để hạ gục. Với hai Jack và một con Belvet cũng gây được một lượng sát thương lớn đã nhanh chóng hạ gục được Annie và Poppy. Mất đi tuyến chống chịu, team địch hung hăng tiến thẳng từ tuyến sau, hạ gục hết những vị tướng yếu máu này.
Sau khi nâng cấp được đội hình, Huân Mia tưởng như đã mạnh nhưng nhận ngay về trận thua. Bạn biết điều gì buồn hơn không? Đó là khi thua mà số tiền là 39 mà chả bán được gì để tích được lợi tức. Round 3.3 nhận thấy Poppy đã quá hạn sử dụng, anh thay Alista vào để lấy ngưu binh cho Annie, hy vọng những lần tới cô có thể cắt chiêu được đến lần thứ hai. Ngoài ra thì Zoe cũng được thay vào sân kích tin tặc cũng như lắp ấn ma pháp sư cho cô để bổ sung lượng sát thương. Đối đầu với Huân Mia lần này là người khá quen thuộc với kênh cà phê nhân phẩm của chúng ta, đó là 60 Second vẫn chưa vào khung bài. Với năng lượng xanh thì Zoe và Sona xả chiêu liên tục, trong khi đó thì team địch đã gục được Alista, Jack theo đó tiến thẳng đến gõ Zoe. Mặc dù đã được Sona hồi máu, nhưng cô nàng này vẫn phải nằm xuống trước sức sát thương từ Jack. Bậc thầy vũ khí một sau này cũng không thể cần tất cả, ở round đấu này chiến thắng dành cho Huân Mia. Vẫn được đi chợ đủ sớm để nhặt về cho mình lớp lăng cầm giọt nước mắt. Sau khi đi chợ về, cửa hàng cũng xuất hiện luôn một con lớp lăng thứ ba. Cái này không biết gọi là chó đỏ hay gọi là có tính toán nữa. Bán Sona để ghép đồ cho Zoe, cho cô nàng này cưỡi ngựa chạy thẳng vào đình địch đốt cháy từng người một. Phía bên kia là bộ bài ngoại đạo với cơ mưu hai đổ làm sát thương chủ lực. Alista với giáp máu chống chịu là khá tốt, Talon nhảy về phía Zoe gây sát thương nhưng lại chết trước khi kết liễu được cô nàng này. Chú bò cũng đã nằm xuống nhưng cùng với đó là đội hình phía bên kia cũng đã hy sinh gần hết. Nhưng nỗ lực cuối cùng của cơ mưu chỉ có thể mang theo Annie số 1 cùng mà thôi. Chiến thắng tiếp theo dành cho Huân Mia. Giữ nguyên đội hình để đối đầu với kẻ địch cũng đang chạy phép nhưng carry bằng cặp đôi vệ binh tinh tú Talia và Luck. Annie team địch với idol khá chuẩn, chống chịu là quá tốt. Alista nằm xuống, Annie team mình cũng đã đi theo để lại dàn harem yếu đuối. Đứa trẻ bóng tối phía địch vẫn sống sót tiến thẳng tới tuyến sau. Zoe đã rất cố gắng nhưng chưa kịp đốt chết ai thì game đấu đã kết thúc rồi. Chiến thắng cho người chơi hệ phép về bị tịch tú. Gạt bỏ nước mắt sau trận thua để đi săn sói. Phần quà là khá chất lượng, đó là một con Zoe, một chút tiền, một mảnh cung và một cây phép. Vòng 1.1 cuối cùng cũng đã lên được cấp độ 7. Không muốn mất thêm máu nữa, Huân Mia roll để nâng cấp đội hình cũng như tìm một eco để thêm vào, vừa là chống chịu tốt, vừa kích siêu lừa, lại còn có hộ công thêm kháng phép cho cả đội hình. Nhưng thứ anh nhận lại là Jinx, dùng tạm cũng được để Zoe có thể sống sót tốt hơn, dễ dàng lấy được trận thắng tiếp theo để tiến tới vòng chọn lõi cuối cùng. Ba nâng cấp cuối cùng màu bạc là hộp Pandora, trái tim ngưu binh và nhất thống. Cùng phân tích một chút để có giai đoạn lay game hoàn hảo nào. Khi đang sử dụng bài phép mà Andy đã có chú bò kích tộc hệ thì trái tim ngưu binh là lựa chọn khá thừa với bài đấu hiện tại. Nhất thống là sự lựa chọn hợp lý nhất khi đã có khá nhiều tộc hệ được kích hoạt hiện tại. Thách đấu từ máy chủ siêu cấp Trung Quốc cũng đã nghĩ giống chúng ta khi lựa chọn nhất thống. Sau khi tiếp tục roll nhẹ vài cái thấy Sona đã ra đến con thứ 5, Huân Mia quyết đoán bán ngay lập lăng đi lấy bùa xanh cho cầm nữ để hướng tới sự đa dụng của vị tướng này. Đối thủ lần này lại là một người chơi hệ phép đang sử dụng bộ bài tính nhân Zoe khi vị tướng này đã full đồ và còn một carry phụ là Soraka đã lên được 2 sao. Cái thương nhân hoàng hôn của hai bên bay ra tuyến sau để đốt sát thương lên từng vị tướng một. Alista, Echo của hai team lần lượt đều nằm xuống, cái Zoe bị dính sát thương nhưng nhờ siêu lửa mà sống sót được. Cuối cùng những vị tướng khác cũng đã nằm xuống hết. Thượng nhân hoàng hôn cũng lặn theo ánh mặt trời nhưng Annie vẫn còn sống sót. Sự khác biệt duy nhất là Sona team mình và Soraka bên đối thủ đã mang lại chiến thắng đầy kịch tính cho Huân Mia. Tiếp tục hàng dễ ở round 4.3 để tiến tới đi chợ. Nhặt mảnh kháng phép để ghép cho Annie nốt cái vuốt rồng khi cô nàng này đã phải mặc cái váy đó quá lâu. Tài đấu với cơ mưu ngoại đạo, lúc này máy đá quét này đã trưởng thành lên được 3 sao và full đồ. Zoe lướt ra tuyển sau với chú ngựa Hecarim, vì bò bị hất tung bởi lốc nên cơ mưu quay lại đá quét kết thúc luôn đi vị tướng này, chỉ để lại con mù nhìn. Annie chỉ với vuốt rồng cũng không chống chịu được quá nhiều, Echo cũng đã câu giờ khá tốt nhưng vẫn không thể can thiệp được máy quét này, cơ mưu giành chiến thắng thuyết phục. Round 4.6 gặp lại anh chàng đấu sĩ kẹp béo vét. Dàn đấu sĩ tràn vào nhanh chóng nốt chọn con bò mà Huân Mia đã nuôi, nhưng trái lại thì Annie cực kỳ cứng cáp nhờ với lượng máu hồi phục liên tục đến từ Sona. Những vị tướng tiêm địch lần lượt nằm xuống trước sát thương đến từ Zoe và Sona chỉ để lại Karenitan 3 đồ chống chịu bơ vơ. Thịt cá sấu thành công để lấy lại trận thắng. Tiêu diệt quái vật Auron Zon để lấy về phần thưởng là một mảnh găng tay và một kho vũ khí với mảnh gậy phép được lựa chọn. Qua đến vòng thứ 5 rồi, một trận thua cũng sẽ rất thốn. Huân Mia xả tiền để nâng cấp đội hình, nhưng đến khi hết cả tiền thì vẫn là 8 con Sona và Annie, Alista với Echo thì đã cũng có đôi có cặp. Zoe ra đến con thứ 7 rồi mà chưa biết cho xếp vào đâu. Đối đầu lại với nhà tình nhân Zoe, nhưng khi này thì họ đã cấp 8 và Soraka 3 đồ sát thương cực kỳ uy tín. Vẫn tiếp tục là Zoe cả hai bên cưỡi ngựa chạy thẳng tới tuyến sau và gây sát thương. Dàn chống chịu của hai team lần lượt nằm xuống, nhưng Annie vẫn còn sống. Lúc này, Soraka đối thủ mới thể hiện sức mạnh khi lần lượt quét sạch team ta để lấy về chiến thắng phục thủ của họ. Round 5.2 vẫn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng và nhận lại bộ 3-8 tướng cực kỳ đẹp ở hàng chờ là Sona, Annie và Zoe. Phía bên kia là ngưu binh và những người bạn, đội hình sở hữu cả Miss Fortune, Senzoni 2 sao và cả Leona nữa, khá là chiến với nâng cấp đấu sư. Khởi đầu trận đấu với Zoe bay ra tuyển sau và cái liệu Aphelios, nhưng khi mà dàn chống chịu của Huân Mia đã nằm xuống thì phía bên kia vẫn còn nguyên dàn tướng đang áp sát vào tuyển sau của anh. Mặc dù rất cố gắng câu kéo đến từ Zoe nhưng vẫn là trận thua với 5 chết dành cho anh. Vòng 5.3 thì Sona cũng đã lên được 3 sao để níu kéo hy vọng vào top của cầu thủ đến từ Trung Quốc. Lần này phải tài đấu với người chơi hệ phép về binh tinh tú.
Con bát vừa nổ ra thì Eko đã mất ngay cái bóng từ siêu lực của mình. Dâu Y thì vẫn lần vào giữa đội hình địch và đốt cháy mọi thứ. Eni làm quá tốt nhiệm vụ chống chịu của mình nhờ khả năng hồi máu của Sona. Phía bên kia thì từng vị tướng lần lượt nằm xuống một cách bất lực khi mà không thể kết liễu được Eni. Chiến thắng dành cho Mia. Đi chợ nhặt về thứ tự thành giáp để ghép cho Eni khi cô nàng này vẫn đang chỉ có một đồ. Round 5.5 dùng những đồng tiền cuối cùng để tiếp tục mơ tiếp thêm một vị tướng 3 sao. Bán cả giấc mơ Eni để tiếp tục tìm kiếm Zoe và với đồng tiền cuối cùng thì vị tướng này cũng đã lên được 3 sao. Gặp lại đối thủ cơ miêu ngoại đạo mà đã thắng mình ở lần trước đối đầu. Khi Zoe đã lên được 3 sao thì mỗi quả cầu sẽ gần như kết liễu luôn được một tướng tim địch. Tất cả đều lần lượt nằm xuống trước sát thương từ thiên đốt này. Ngoài ra thì Sona cũng cực kỳ uy tín khi vừa đam vừa máu lại giúp cầu kéo thời gian. Phía bên kia thì Camille vẫn làm rất tốt nhiệm vụ gây sát thương, nhưng nguồn sát thương phụ là Viego phải nằm xuống quá sớm nên là trận thắng phục thù dành cho Unmia. Không mất quá nhiều sức lực để thắng người chơi đấu sĩ, cầu thủ đến từ Trung Quốc tiến tới đấu với rác siêu to khổng lồ. Bách quái cho thêm một chút tiền vào kho vũ khí với những sự lựa chọn áo choàng thủy ngân, dệt khổng lồ, vuốt rồng, quỷ thư vào trò bóng tối. Để gia cố sự cứng cáp cho đội hình thì Unmia chọn cho mình vuốt rồng. Qua đến vòng 6, với 12 máu còn lại của mình thì sẽ không có sự sai lầm nào hết dành cho anh. Cũng như cũng sẽ chỉ còn lại những trận đấu sinh tử cho những người còn lại. Ta đấu với đối thủ Zoe tình nhân. Lần này, thay vì cho Zoe cưỡi ngựa thì tiên địch lần này cho Soraka bay thẳng vào giữa lòng đội hình của Unmia. Thật không may khi cô nàng này đứng ngay cạnh Sona và nhanh chóng phải nằm xuống để lại Zoe 2 sao không thể thay đổi được. Sona và Zoe dọn dẹp sàn đấu để tiến đối thủ lên bảng điểm số. Round 6.2 trước khi tiến tới trận chiến cuối cùng thì anh đã kịp lên cấp 8 và cho thêm Trinh. Đội hình phía bên kia là 8 song đấu. Combat nổ ra, những vị tướng song đấu này khá là mỏng, không thể chịu được sát thương đến từ Sona và Zoe. Senzuani đã kịp ném Mula băng hàn trước khi phải nằm xuống. Z chém cực kỳ tốt khi đã tiêu diệt được Annie, nhưng đó là những nỗ lực cuối cùng trước khi phải sinh trước cầm nữ Sona. Một ghép đấu top 1 cực kỳ mãn nhãn đến từ Homia, khi mà anh đã comeback cực mạnh từ top 6 đến giành chiến thắng. Cùng tổng kết lại trận đấu này cùng cà phê nhân phẩm nhé! Với năng lượng xanh thì bài đấu sử dụng Sona và Zoe làm sát thương chủ lực là cực kỳ hợp lý khi hai vị tướng này có mức năng lượng cực kỳ thấp. Sau khi chọn được bài đấu cho mình thì Unmia triển khai bài đấu cũng rất tốt khi Ron nâng cấp đội hình giữ máu một cách hợp lý và dừng hẳn lại ở cấp độ 7 để Ron. Xếp bài để né nguồn sát thương từ team địch cũng rất quan trọng với những đội hình khá thiếu chống chịu như này. Cuối cùng, anh em hãy theo dõi kênh của chúng mình để cập nhật những giáo án mới nhất nhé! Nếu anh em thấy video hay hoặc muốn ủng hộ cà phê nhân phẩm, hãy để lại một like, bấm theo dõi và cả nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào khác từ chúng mình đó nhé! Xin chào và gặp lại anh em lần sau!